Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Vũ YouTube của Quang ha. Thì kênh của Quang sẽ chia sẻ một số cái mẹo nhỏ về YouTube dành cho một số cái anh chị em mới, những người nào mà mới tiếp cận với YouTube cũng như là máy tính mà chưa có biết quá nhiều cái thao tác ha. Thì kênh của Quang sẽ là nơi các bạn có thể làm một số cái cơ bản nhất ha. Thì nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Quang thì bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để có thể đón xem những video mới nhất trong thời gian sắp tới ha. Đây là cái giao diện ở cái kênh của Quang nè. Quang có lưu một số cái danh sách phát về những cái chủ đề khác nhau á. Các bạn có thể vào đây tìm hiểu. Quang có add thêm một số cái video của những cái kênh của các anh chị em pro làm YouTube giỏi á. Các bạn có thể vào tham khảo nhé. Có rất là nhiều cái chủ đề trong đây. Rồi thì quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, Quang sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ về cách mình sẽ đăng cái tab cộng đồng như thế nào. Tab cộng đồng là nơi mình có thể tạo thành một cái bài viết quảng bá cho những cái kế hoạch video sắp tới, hoặc là đơn giản mình thông báo cho mọi người. Ví dụ tối nay mình sẽ đăng video gì đó không, thì mình sẽ đăng một cái bài viết trên tab cộng đồng, mình thông báo chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây cũng là nơi các bạn có thể đăng những cái câu chuyện nhỏ nhỏ vui vui để có thể tương tác với fan của mình. Ngay chỗ giao diện kênh của bạn á, thì mình sẽ để ý ở ngay chỗ cái chữ cộng đồng nè các bạn. Do là cái kênh của Quang đã trên 1.000 sub từ lâu á, nên hiện tại không biết là có cái thay đổi gì hay không. Chứ lúc trước là kênh của Quang khoảng 1.200-1.300 sub là nó đã mở cái tab cộng đồng thế này rồi. Còn hiện tại có thay đổi gì hay không thì thực sự Quang cũng không có nắm bắt cái chuyện này. Nên các bạn có thể nhắm chừng khoảng 1.200-1.300 ngàn rưỡi gì đó thì nó sẽ xuất hiện cái tab cộng đồng này, tùy theo một số cái thay đổi nhỏ của YouTube nữa ha. Rồi, ngay chỗ cái tab cộng đồng này mình sẽ bấm vào nha. Bật mí về video tiếp theo của bạn đó, bạn có thể ghi một cái bài viết quảng bá rồi chèn link của mình vào, thêm cái video ngắn của mình vào ha, hoặc là thêm một cái video YouTube hiện có nè, nó có để nè đó, thêm một video YouTube hiện có thì bạn có thể tìm kiếm video ở đây. Đó, URL của nó là cái gì, điền vào video trên YouTube của bạn thì ở đây nó sẽ hiển thị rõ những video trong kênh của mình luôn. Mình sẽ chọn ở đó ha. Rồi, hủy nè. Đó, mình có thể tạo thành một cuộc thăm dò ý kiến. Ví dụ bạn có thể hỏi là bạn thích kênh của mình làm video về vấn đề gì. Đối đặc biệt là đối với những cái kênh vlog á, nếu các bạn biết ý tưởng thì các bạn có thể hỏi khán giả trong kênh của mình ở đây. Ví dụ như là các bạn muốn video sắp tới mình sẽ làm về video ăn món gì, uống món gì chẳng hạn, hoặc là đi du lịch ở đâu đó, thì sẽ có những cái cuộc thăm dò ý kiến ở đây đó. Thêm tùy chọn, ví dụ miền Bắc, miền Nam hay là đi du lịch nước ngoài gì đó thì người ta sẽ đánh dấu, thì mình sẽ biết được cái mức độ quan tâm của khán giả mình trong kênh của mình là thích về những cái chủ đề vlog nào đó. Đó cũng là một cái cuộc khảo sát rất là hay. Rồi, cái phần hình ảnh này thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh gì đó để mình tải lên. Đó, thì hình ảnh có thể là hình ảnh bình thường hoặc là ảnh GIF nè. Ảnh GIF là ảnh động các bạn. Còn vui lòng tải ảnh có tỷ lệ trong khoảng từ 2:5 đến 5:2, giống như những cái hình như thế này ha, chứ không phải giống như những cái hình thumbnail nha các bạn. Đó, nó có cái tỷ lệ hình ảnh giống như thế này ha. Đó, các bạn có thể tham khảo. Đó, Quang sẽ kéo xuống cho các bạn xem đó. Ví dụ một số cái kiểu ghi, Quang ghi như thế này ha. Quang, các bạn muốn ghi kiểu nào cũng được, tùy các bạn. Các bạn tự trải nghiệm thì nó sẽ tốt hơn, để mình sẽ biết được cái nào hiệu quả và cái nào không ha. Đó, ví dụ như là video sẽ được đăng bằng bao nhiêu giờ đó, vào mấy giờ ngày thứ mấy đó. Đó, mình sẽ gửi cái đường link ở đây đó, đăng để người ta xem trước, ví dụ như vậy. Rồi, để cho người ta nhấp vào, người ta có thể bấm cái chuông thông báo để người ta đón chờ xem video của mình. Rồi, ok nha các bạn. Thì đến đây Quang sẽ kết thúc video, và vừa rồi là một cái video ngắn chia sẻ về cái cách mình có thể đăng lên cái tab cộng đồng như thế nào ha. Và đến đây Quang sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hy vọng đã mang lại những trải nghiệm thú vị dành cho những anh chị em mới ha. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại cho Quang một like và một subscribe để ủng hộ kênh cho Quang nha. Quang rất là cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé.